hai cái định nghĩa từ cái từ quản trị kinh doanh trước. Tức là quản ở đây là quản lý để lấy cái thông tin về. Trị là thay đổi cái gì mà mình chưa làm tốt thì thay đổi. Như vậy lấy thông tin về, xong rồi có thông tin giống như y tá là lấy thông số về để bác sĩ là điều chỉnh cái thông số lại cho người khác. Nhưng phải mang lại giá trị đó là từ kinh đấy. Thì ba chữ quản trị nó là phương tiện nhưng giữ được cái kinh ấy, nó là gốc thì nó mới mang lại doanh. Vậy thì trong cuộc sống này rất nhiều thứ chúng ta phải quản trị. Quản trị kinh doanh nó không dừng lại ở câu chuyện là làm nằm trong doanh nghiệp. Mà nó là mọi hành vi trong đời sống. Từ mở một quán cà phê, từ đi mua một bộ quần áo, từ tài chính cá nhân, từ sắp xếp chi phí trong một gia đình. Như vậy là nó là ngóc ngách trong mọi đời sống. Nhưng họ đang hiểu là quản trị kinh doanh là chỉ áp dụng ở trong doanh nghiệp thôi. Đó là một cái 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 hiểu sai đáng kể mà khiến cho người ta bỏ qua nó. Và ngày nay tại sao là 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 ngày nay rất nhiều các phụ huynh bắt đầu quan tâm đến cho con đi học về tài chính cá nhân vì nó là một góc của quản trị. Và chỉ hiểu được tài chính cá nhân thì các con mới hiểu giá trị đồng tiền mà mỗi lần cầm của cha mẹ. Thì mới biết yêu cha mẹ, yêu những giọt mồ hôi thấm trên cái đồng tiền đó. Còn nếu chúng mà không hiểu gì về tài chính thì chúng trở nên vô cảm và thậm chí vô nhân đạo. Khi mỗi lần cầm những đồng tiền của cha mẹ nhưng chúng không tôn trọng nó. Họ không hiểu, chúng không hiểu đấy là những giọt mồ hôi. Thì quản trị kinh doanh nó trở thành ngóc ngách trong mọi đời sống và nó khiến cho con người ta trở nên nhân văn hơn vì họ có góc nhìn tổng thể và tôn trọng những thành tố để tạo nên một cái hệ sinh thái này. Ở góc độ là người sử dụng lao động thì xin anh Tuấn có thể chia sẻ về cái việc là đối với một cái nhân sự mới ra trường, mới tốt nghiệp thì người sử dụng lao động sẽ cần phải đào tạo họ như thế nào và đâu sẽ là những cái tố chất để họ có thể lớn lên, trưởng thành và sau này cũng có thể trở thành những cái chủ doanh nghiệp. Vâng, cái đầu tiên ấy, khi bắt đầu các bạn đi đi làm mà tôi phải dạy cho bạn cái tư tưởng, tư tưởng đầu tiên là tư tưởng cân bằng, tức là anh phải mang lại giá trị cho tôi, thì tôi với trả lại cho bạn một giá trị, đấy gọi là phần tâm. Tâm của bạn là phải trao đi giá trị thì bạn mới nhận được lại giá trị thì đấy là là quy luật nhân quả tất yếu thì cái việc này là phải chuẩn bị tinh thần đầu tiên mà trong cái đào tạo hội nhập thì tất cả các doanh nghiệp nên dạy các bạn là cái điều này ví dụ bạn làm cho tôi 5 cái văn bản một tháng nếu mà tôi thuê bên ngoài thì tôi chỉ mất có một triệu cớ sao bạn ngồi đây tôi phải trả cho bạn 10 triệu ví dụ như thế thì bạn không xứng đáng để nhận 10 triệu thì phải dạy cho các bạn cái đầu tiên là cái quy luật về mặt nhân quả và cân bằng thì để bạn hiểu cái đó tôi gọi là phần tâm phần thứ hai về phần trí tuệ thì phải làm rõ cái câu chuyện là bạn đi trên con đường này nó đau khổ thế nào và nó sung sướng thế nào. Và vốn dĩ trong cuộc đời này thì luôn có hai mặt cơ hội và đe dọa, mặt trái và mặt phải. Chị không thể mặc một cái áo mà chỉ có mặt phải được. Chị phải chấp nhận mặt trái. Và nếu không được dạy các bạn ấy về trí tuệ, trí tuệ chính là việc chấp nhận quy luật nhé. Trí tuệ, trí, trí tuệ không phải là thứ mà mình biết mà mình giải quyết được tất cả mọi thứ. À, tức là mình lấy vợ thì mình chấp nhận gò bó, chị làm MC truyền hình nổi tiếng thì chị phải chấp nhận một số những cái nguyên tắc của đàn nhà đài. Thế thì đấy là mình phải chấp nhận. Và nếu chúng ta hiểu được quy luật đó thì chúng ta hạnh phúc trong sự chấp nhận. Thì hiện nay các bạn trẻ không được dạy về trí tuệ đó. Còn tôi nói về về chuyên môn nghề nghiệp nó chỉ là phần kỹ năng thôi. Nó gọi là thông minh thôi. Và nếu hiểu được hai vấn đề đó thì câu chuyện thứ ba nó đến từ cái việc tôn trọng sự chung sống với mọi người. Nó liên quan đến kỷ luật bản thân. Ví dụ trước đây các bạn nghỉ một tiết học thì các bạn chỉ thiệt thòi phần bạn đấy thôi nhưng nay trong một team có 3 người làm một dây chuyền mà bạn ấy nghỉ thì hai người kia sẽ gặp phải vấn đề và câu chuyện nữa chủ doanh nghiệp họ đã thuê mặt bằng thì đồng nghĩa họ vẫn phải trả cái tiền mặt bằng ngày hôm đó tức là bây giờ một sai phạm của bạn ấy nó không phải là bạn ấy chịu trách nhiệm nữa mà rất rất nhiều người chịu trách nhiệm với bạn ấy cho nên tính kỷ luật nó mới làm cho chúng ta có thể chung sống được với mọi người những cái điều mà thị trường lao động cần đó đấy là kiến thức về nghề nghiệp nhưng còn về kỷ luật, về yêu thương, về quy luật hay là về kỷ luật thì đấy là câu chuyện phải có cái sự trải nghiệm trong thời gian dài. Mà tôi không nghĩ rằng là đến lúc các em ra trường rồi bây giờ mới được dạy. Thế thì làm như thế nào đây để cho các doanh nghiệp có thể đồng hành cùng với nhà trường trong việc rèn luyện cho các em từ cái môi trường phổ thông? Liệu điều này chúng ta có thể làm được không? Và nếu để làm được thì chúng ta cần phải có một cái sự kết nối với nhau như thế nào? Ờ, Tuấn cũng đặt câu hỏi đấy và đau đau trong suốt hơn chục năm. Thì cái việc đầu tiên là Tuấn nhìn thấy cái thói quen của của sinh viên Việt Nam là khi Tuấn vào những cái dãy nhà trọ thì Tuấn nhìn thấy là thực ra các bạn ấy chỉ đi học có nửa ngày thôi. Thế mà nửa ngày còn lại thì bây giờ làm gì đây? Mà chưa kể trong cái dãy nhà trọ ấy đủ các thành phần xã hội và đủ các cái môn để chơi để để tiêu chí giết thời gian. Đến mình mà ném vào môi trường đấy mình cũng không không, không thoát khó, được. Chỉ khó thoát. Nha. Chứ đừng nói là các bạn. Và nó hình thành một thói quen xấu. Nhưng nó nguy hiểm một cái. là nó Nói xin lỗi giáo sư. Chứ bây giờ phần lớn học xong là kiểu diện có bằng. Kiểu diện ra trường. Có bằng. Nhất là thời điểm bây giờ. Thế thì. Thói quen xấu nữa. Là khi mà có bằng xong. Và đi làm. Là họ nghĩ rằng. Tôi đã có đủ rồi và tuyệt đối không xác định đi học thêm. Và họ sống bằng một cái cái rìu cùn như vậy để vào rừng đốn củi trong suốt những phần đời còn lại mà không dành thời gian mài rìu. Và có nôi họ đi mài rìu họ cũng không đi, thậm chí cho không họ chưa chắc họ đã đi. Vậy thì bây giờ mình đặt câu hỏi phải làm thế nào đây? Thế thì bây giờ là tôi mới nghĩ cách là làm thế nào để nén trong vòng 3-4 năm các bạn học mà làm được hai trong một cả kỷ luật bản thân, cả tâm yêu thương, cả trí tuệ về mặt quy luật cuộc sống và nốt cả cái phần mà 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 trí tuệ nghề nghiệp. Thế thì nếu mà nén được bốn cái đấy mà trong cùng một thời gian thì chúng ta sau khi các bạn ra trường là không phải dạy nữa. Mà nó lại được cái thứ hai nữa là thời điểm đấy là thời điểm mà mình sẽ có đủ thời gian để mình tạo hình thành thói quen. Bởi có những thứ dạy không được mà phải có thời gian thì nó mới hình thành thói quen. Như kỷ luật bản thân chẳng hạn. Thế đấy là lý do mà mà Tuấn cho ra đời cái trường doanh nhân siêu Việt Nam, đào tạo theo mô hình quân đội và có cả trường trung học phổ thông siêu high school để vận hành các trường cấp 3 và cũng theo mô hình rèn luyện cả bốn phần đấy một lúc. Thì như vậy và tất cả đều định hướng trở thành doanh nhân. Đấy. thì 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 nghĩ nhiều năm thì nó mới ra được một cái mô hình và đảm bảo được cái 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 yếu tố thực thi và vẫn nằm trên cái nền tảng cái khung quản lý nhà nước mà không bị vênh và vẫn bổ sung được cho nhau kế thừa của nhau và giải quyết được cái bài toán là trong cái cung cái khung thời gian đấy của học sinh đi học mà giải quyết được bằng đấy bài toán Tôi rất tò mò về cái mô hình mà anh Tuấn vừa đưa ra nó có sự kết hợp từ học sinh cấp 3 cho đến cấp đại học đúng không ạ và dạ. rèn luyện theo hướng vừa thực tiễn lại vừa kỷ luật anh có thể chia sẻ kỹ hơn một chút để cho bản thân Hồng Minh cũng như khán giả hiểu về mô hình này được không ạ nói về tổng thể thì chúng tôi chỉ kết hợp với trường cao đẳng vì trường cao đẳng là dạy 3 năm ra trường chứ tôi cũng không cần phải phải quá ghê gớm và nếu các bạn muốn học liên thông lên đại học thì các bạn học sau thứ hai trong 3 năm đó thì à, buổi sáng là các bạn học cao đẳng bình thường tôi không can thiệp vào những cái chương trình đấy riêng buổi chiều thì năm thứ nhất là bọn tôi dạy toàn bộ thực tiễn toàn bộ bổ sung ba cái vitamin mà mà chúng ta nói đấy còn thiếu và buổi tối thì là học tự học. Còn trong suốt một ngày như vậy thì hoạt động giờ nào việc đấy theo đúng quy luật của quân đội. Tức là năm rưỡi dậy, tập thể dục, ăn sáng giờ nào, rồi đi học giờ nào, mặc cái gì, chiều chơi thể thao môn gì, tối thuyết trình cái gì. Tất tần tật nó đều có khung giờ và nó có một lịch trình trong kéo dài trong suốt một năm như vậy. Thế xong hết một năm là các bạn ý À, vừa có tâm yêu thương vừa có kỷ luật bản thân vừa có trí tuệ thực tiễn ừ. thì bắt đầu các bạn mới quay trở trở ra là đi làm đi làm ngay như vậy từ năm thứ hai là đi đã đi làm và tại sao tôi lại làm cái việc này sớm bởi vì tôi nhận ra một điều là nếu tính trên số lượng mà sinh viên mà thành công thì cái tỷ lệ mà đi làm thêm ngay từ thời sinh viên ấy, thì cái tỷ lệ thành công ở ngoài đời sau này nó sẽ lớn hơn rất là nhiều lần đấy là lý do mà tôi đẩy các bạn đi làm thêm luôn và làm thêm thì có khi lại làm thêm trong chính cái môi trường của học trò tôi là chủ doanh nghiệp thì họ đồng hệ tư duy, đồng quan điểm, đồng tư tưởng thì nó không bôi bôi bẩn vào cái đứa sinh viên là mới ra trường. Thế là nó phải chuẩn bị cho cái người nâng đỡ các bạn ấy đằng đằng trước. Tôi là cái người uh, nâng đỡ bên dưới để đẩy sang cuối cùng gặp nhau ở một điểm thì sau 2 năm như vậy đi làm thì đến lúc 3 năm sau mà lấy cái bằng cao đẳng. Thì chị hình dung là sau 3 năm Đứa trẻ cực kỳ tuyệt vời Đó là lý do mà bây giờ tôi rất là tự hào Là cái trường doanh nhân siêu Việt Nam Tạo ra một cái thế hệ Những cái doanh nhân đúng nghĩa là thành công và hạnh phúc Vậy chính vì vậy mà tôi đặt là là, là cái sứ mệnh của nhà trường là kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc Thành công thì dễ Nhưng thành công và hạnh phúc khó hơn rất là nhiều Để tạo ra thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc thì cái anh đi dạy ấy, Là việc đầu tiên anh cũng phải là thành công và hạnh phúc Nhưng mà số lượng doanh nhân ở Việt Nam thành công thì đông Chứ hạnh phúc thì ít lắm Thế thì làm nào mà tìm ra những ông thành công và hạnh phúc cũng nhân bản được Chứ tôi không có giá trị, tôi không thể làm cho bạn có giá trị được Thế thành ra là Phải chạy hai chân Một chân bên này là Build cái mô hình trường Một chân bên này lại đi đào tạo doanh nhân Thế xong rồi dùng học trò lớn Chia sẻ với học trò bé thì bây giờ phải làm thế cho nên đi nó rất chậm nhưng tôi tôi thích cách đi đấy của anh bởi vì chúng ta không thể có được những doanh nhân hạnh phúc nếu như người dạy không hạnh phúc chúng ta không thể bảo các em hạnh phúc đi vừa kinh doanh vừa quản trị vừa vui đi mà đấy không phải thứ giá trị mà chúng ta có Đúng. thì chúng ta không thể trao được và và tôi cho rằng đấy là một cái nỗ lực uh, nó rất là cao cả nhưng mà cũng rất là đau đớn của những người làm đấy ạ bởi vì nó khiến cho cái cái việc mà chúng ta thúc đẩy cái business của mình ấy nó không nhanh như là mình mong muốn như là mình kỳ vọng nhưng có lẽ chúng ta sẽ đi về cái chiều sâu Nó sẽ chắc, nó sẽ rất là bền Và tôi tin là những cái giá trị đích thực thì nó sẽ được ghi nhận và nó sẽ lan tỏa Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc Website trường doanh nhân CEO Việt Nam .edu.vn Hotline 1800 57 77 nhánh 1 2